Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp để tham quan. Và ở đây có một vườn lan. Điều đặc biệt ở Xin Suối Hồ này thì thấy rất là nhiều lan các bạn ạ. Đó, trồng rất là nhiều lan. Địa lan. Quả thực là hơi mệt. Đây thì chúng ta sẽ đi vào một ngôi nhà này. Đây có cây tràm. Cây tràm mà của người Mông. Ông Mía ơi, ở đâu rồi? Chẳng biết mọi người đi đâu rồi. Ra khỏi đấy rồi, leo lên trên cái đường trên rồi. Thế trái là đi xuống à? Trời đất, lại thuận tay trái rồi. Đi, cứ đi đường to à, đường chính à? Thế chỗ này có mấy ngã ba liền mà. Qua có một cái nhà ngói đỏ đây đúng không? Ô, thế lại rẽ trái à? Hay rẽ phải à? Đúng rồi. Đi qua cái nhà này đúng không? Trời ơi, leo dốc rất là mệt. Thế và gặp một cây cổ thụ rất to. Trông nó khá đặc biệt. Đó là đi đâu đây? Những ngôi nhà các bạn ạ, đây là những ngôi nhà của bà con. Thực sự nó rất đẹp. Thế và điều đặc biệt ở đây là nhà nào cũng có lan. Rất là nhiều lan luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi. Tiếp tục thăm con. Đây là một ngôi nhà khác. Cái này là bằng lá cọ. Đây có lẽ là một ngôi nhà có cửa kính. Đất tường, đất trình tường. Ôi, đây là một ngôi nhà
cực kỳ lạ. Toàn bằng gỗ và những cái hình thù không rõ nhưng ghép lại trông nó rất là lạ mắt. Đây là gỗ xẻ, xẻ nguyên hình cho cái cây gỗ. À. Chắc chắn hay thế, bởi cây gỗ nó ngồi lõm ấy. Vâng. Nói xưa mình người ta xẻ ra như là người ta sẽ thế này. Họ lấy cái là ghép vào đúng không ạ? Đến ấy, họ không bắt được. Vâng. Đây là những cái gỗ nó bị mọt hết phần vỏ rồi chị ạ. Vỏ hoặc lõi đúng không? Cái là giống như kiểu là những cái bánh tày cắt nguyên từng khoanh xong ghép vào. Tận dụng. À, đây gọi là cái gì đây? Ở đây thì những cái khung mà em đang vào nhà xà cha. Xà cha. Chủ nhà thôi. Nhà ở đây. Ngồi uống nước cà phê. Vâng, vâng. Trông lạ. Hỏi về cây chuối. À đúng rồi. Đúng rồi. Phải cứ tưởng toàn mái. Mái kia như. Vâng, đúng rồi đó. Ngay lúc này thì mùa xuân Tây Bắc đang ở một cái ngôi nhà rất là lạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tham quan. Ô, nền ướt hết nhở? Có phải là xương hay là xương? Xương. À, xương à? Cái này thì xương do mây đúng không? Mây vào. Các bạn ạ, nền nhà thì rất là ướt đó. Ướt. Đấy là do xương. À, đây là một cái bàn, đây là một cái bàn ghép và các em ấy đang thử cái bàn. Bàn này có lẽ là để bày tiệc ăn uống và gấp lại. Đấy. Rất là tiện. Đây là bên trong ngôi nhà. Và ngôi nhà này có lẽ là về mùa hè thì cực kỳ cái không gian và cảnh quan ở đây sẽ rất là đẹp. Vì không có mây mù. Tuy nhiên hôm nay mây vào nhiều và như các bạn thấy là nền nhà rất là ướt. Và hiện tại thì đang rất lạnh cho nên là có lẽ là chúng ta cũng không ngắm được cảnh ở đây. Không nhìn thấy gì cả. Có những quả bầu. Những quả bầu rất to. Đó, có một cái cam ở đây. Hello, xin chào chủ nhà. Có điện. À, có lẽ là buổi tối thì sẽ có thắp điện ở đây. Rất là độc đáo. Rất độc đáo và sáng tạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.